Vinh, anh Vinh. Thì trước mắt thì cảm ơn anh Hầu với chị, không có chị, những người cũng là học sinh của Long Khánh hồi lúc trước để tổ chức một buổi tiệc ngày hôm nay nhân dịp của cô Mai qua đây ghé ở Houston vài ngày để có cái dịp đó mà anh em gặp nhau. Em cũng là lớp nhỏ, tất cả các chị các anh này em không nhớ rồi. Tuy là lần đầu tiên gặp nhưng mà cái tình cùng trường với nhau, cùng Long Khánh, đồng môn. Cảm thấy có một sự gắn bó gần gũi. Thì rất là cảm ơn cô. Có cái gì để mà qua sẽ không tụi em như có trường hợp hôm nay thì mong rằng cô luôn vui vẻ trong chuyến đi như thành công, cũng cho tụi em gửi lời hết thăm tất cả các thầy cô cũ, tụi em luôn vẫn nhớ ơn. Bây giờ em còn dựa theo cô nào đọc tiếng cái coi? Thầy Ngạn. Không, chị trời. Thầy Ngạn có câu đặc biệt. Rồi. Con sổ là cứ qua bên sông Hồng Động đánh với tao. Thầy chịu chơi dữ à. Dũng, cô Khương, cô Thủy. Thầy Dũng có nhiều thầy Dũng. Thầy Dũng toán phải không? Dũng toán về Quảng Nôm rỉ. Dạ, đúng rồi. Giống như thầy Sử thầy Minh Sử. Thầy Minh Sử mình cũng biết. Dạ. Thầy Minh Sử giờ đang đang Mỹ. Thầy sau này thầy Bùi Công Thuấn. Hà Lu Su Bu phải không? Hà Lu Su Bu. Là hai vị sinh đó. Đúng là nhạc sĩ luôn. Và dạ. Nhiều lắm, rất nhiều. Và đây cũng là học trò ruột của thầy Kiệt phải không? Đúng rồi. Kiệt 12/8 thầy Đông. Thầy Tảo. Thầy Kiệt đang bị mất lâu rồi. Kiệt chết lâu rồi. Mất lúc mình còn đi đại học. Hello cho thầy Ngạn. Hồi xưa thầy Ngạn chủ nhiệm em một năm, năm lớp 11. Thầy Ngạn có trên Facebook không hả? Thầy Ngạn Cô có có kiểm soát cô về cái Facebook sẵn sàng. Anyway, cô có thể show. Nhân đây em cũng xin say hello trong với lại mấy bạn, mấy anh chị, mấy anh chị là bạn, mấy, bạn. Mấy bạn cùng khối thì cũng nhờ có cô Mai đây mà anh em rồi tụ họp ở đây. Đây là một cái dịp rất là hiếm, rất là quý. Dạ. Về Việt Nam tôi sẽ kiếm mấy bạn đá banh cũng còn sơ sơ, tennis cũng còn được. Có gửi lời thăm Khôi không? Khôi như là bạn thân của Lý Chấp Thọc. Khôi Đình hả? Hey Khôi! Uống với tao mày! Nhậu với tao mày! Ngày uống hết rồi mới về mày! Trời ổng nó xỉn ổng về mày! Vô có thằng cư ở đây nữa nè! Bây giờ tao xỉn tao kêu nó bằng tên luôn, không có anh với cháu nữa! Có vô nhỏ 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 thưa cô, có bà nội Lơ Di nhận Lý Dục Đinh không có hả? Đúng rồi. Dạ. Cái người học sinh mà dễ thương, hiền, dịu và luôn luôn cười. Và... giọng em không cô? Nói giọng em. Hả, em không cười à? Rất là yên nói. Dạ. Và có cái tình cảm sâu sắc. Dạ. Khi cô đọc được trên Facebook cái tấm sự của Đinh về cô, thì cô không ngắn được cái xúc động. Và cô nghĩ rằng từ trong cái thâm tâm của Lý Dục Đinh, con mang một hình ảnh của cô trong cái chuỗi tháng này rất là dài, thì cô rất là nhớ Dục Đinh. Và cô chúc Dục Đinh dù trong hoàn cảnh nào, trong tình huống nào và ở lúc nào đâu, thì cái kỷ niệm cô trò mình vẫn duy trì được. Dạ, cảm ơn cô. Và xin cô cho biết cảm tưởng là xa thầy cũng 3 tuần rồi, có thể là cũng khá dài phải không thầy? Xin cô có vài lời gửi đến cho thầy đang ở quê nhà trông đợi cô ạ. Thì em biết rồi thì chứ. Thì em bây giờ là có 2 nữa, gọt ra thành 1 người đúng không? Thì mình mất đi 1 nữa thì mình còn lại nữa. Thì bây giờ 1 nữa bên Mỹ, còn nữa Việt Nam. Là luôn luôn nghĩ về nhau.
Dạ. Cô có thể nhân tiện đây gửi vài cái hôn nồng cháy về cho thầy được không ạ? You have to kiss like that. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. Dạ, by the way, chắc là cái clip này sẽ lên YouTube trước khi cô về Việt Nam. Do đó cô có gửi lời thăm gia đình như là lời thăm con gái vậy. Dạ. Yeah. Con gái đang học ở Mã Lai. Dạ. Yeah. Đang thăm con trai, đang làm việc cây ở Sài Gòn. Dạ, yeah. Và em được biết là con trai của cô rất là đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh và vừa mới tốt nghiệp kỹ sư phải không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Ngành gì cô ạ? Ngành xe hơi. Dạ, xe hơi. Dạ, mong muốn sản xuất chạy chiếc xe hơi gửi qua Mỹ cho tụi em xài cho em kẹt quá. Dạ. Nó chỉ thích đi Lamborghini thôi. Dạ cô. Dạ, vậy thì by the way tụi em cũng xin chúc mừng cô là gia đình rất là hạnh phúc và có con cái học rất là thành công, lúc nào cũng rất là có cái gọi là talented giống cô. Congratulations. Thank you. Yes, thank you cô.